Khi được chọn giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hầu hết công dân của mấy quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN đều ưa thích Hoa Kỳ hơn. Các nhà nghiên cứu tại Viện ISIS Yusuf Ishak có trụ sở tại Singapore cho biết, sự can dự ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong khu vực là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Vào năm ngoái, chính quyền Biden đã bổ nhiệm một đại sứ tại ASEAN. Vì vậy, đó là một mức độ cam kết khiến ông ấy được đánh giá khá cao ở ASEAN. Sau đó, vào năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã triển khai IPEF. IPEF đã mang lại hy vọng cho các nước ASEAN rằng Hoa Kỳ đã trở lại. Hoa Kỳ đã khởi động IPEF, viết tắt của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng vào tháng 5 năm 2022, không lâu sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Trung Quốc ủng hộ có hiệu lực. Trong cuộc thăm dò về tình hình Đông Nam Á được công bố vào tháng 2, Viện ISIS Yusuf Ishak nhận thấy rằng hơn 1.300 người được hỏi thì 61% thích Hoa Kỳ hơn Trung Quốc, trong khi 38,9% thích Trung Quốc hơn. Năm ngoái, số người thích Hoa Kỳ thấp hơn ở mức 57% so với 43% của Trung Quốc. Tâm lý tiêu cực đối với Trung Quốc cao hơn ở các quốc gia mà Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ. Điều này có thể thấy ở Việt Nam và Philippines. Nếu được hỏi chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc, chắc chắn hai nước này sẽ chọn Mỹ, vì hai nước này có tranh chấp gay gắt nhất với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, tại các quốc gia có đa số người Hồi giáo trong ASEAN như Malaysia, Brunei và Indonesia, Trung Quốc lại chiếm được nhiều cảm tình hơn. Đó là bởi vì các quốc gia Hồi giáo của ASEAN vẫn nuôi dưỡng tình cảm tiêu cực đối với Hoa Kỳ, quốc gia được coi là vẫn đứng về phía Israel trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Shikha Prabhawanityas, một nhà phân tích tại Đại học Paramadina, Jakarta, Indonesia, cho biết ngay cả tại những quốc gia đó, sự bất an về Trung Quốc vẫn tồn tại, đặc biệt là về các vấn đề an ninh và những người được hỏi không ủng hộ việc đứng về phía Trung Quốc với cái giá phải trả là quan hệ với Mỹ. Indonesia jangan terbawa dalam diskusi ketika kita... Indonesia không nên bị cuốn theo những lo ngại kiểu như nếu chúng tôi quyết định hợp tác với Trung Quốc, điều đó có nghĩa là chúng tôi cùng hội cùng thuyền với họ. Không nên nghĩ như vậy. Chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc vì lợi ích chung. Bên cạnh sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cuộc khảo sát của Viện ISIS Yusuf Ishak năm nay cũng đo lường quan điểm của người Đông Nam Á về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, điều mà hầu hết những người được hỏi đều lên án.